Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái sự kiện mới cực kỳ hot đến từ sàn giao dịch Bybit. Với sự kiện này thì sẽ nhằm kỷ niệm 5 năm thành lập sàn Bybit. Thì trong 5 năm vừa qua thì Bybit đã đạt được nhiều các cái thành tích lớn và hiện nay thì Bybit đang là một trong những sàn giao dịch top đầu ở trên thế giới về cái khối lượng giao dịch cũng như là cái số lượng người dùng. Và cũng trong 2 năm downtrend vừa qua thì Bybit cũng chính là một trong những cái sàn mà đã gắn bó với cộng đồng CCA và giúp cho rất nhiều anh em chúng ta có thể kiếm được các cái phần thưởng ở trên sàn. Sàn Bybit là một trong những sàn giao dịch mà có thể nói là ra sự kiện liên tục dành cho anh em. Và những anh em nào mà năm vừa qua gắn bó với Bybit thì chúng ta cũng đã kiếm được một cái số tiền nó khá là ổn từ các cái chương trình airdrop của sàn. Đấy, và ngày hôm nay thì sẽ có một cái sự kiện vô cùng hấp dẫn dành cho anh em, một cái sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập sàn Bybit. Sự kiện này là một cái cuộc thi giao dịch để mừng Bybit lên năm và chúng ta sẽ tham gia tương tự như cái sự kiện WSOT. Đấy, và với sự kiện này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái hạng mục giải thưởng cũng như là một số các cái lưu ý mà anh em chúng ta cần phải nắm. Đấy, thì các bạn nhớ là xem hết cái video này của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần nhấp vào cái đường link sự kiện mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cái thời gian nó sẽ có 3 cái giai đoạn. Đầu tiên là thời gian đăng ký. Trong thời gian này thì sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Tức là còn khoảng 19 ngày nữa để anh em chúng ta có thể tham gia. Thì các bạn sẽ tiến hành là tham gia, hoàn thành bài test và chúng ta tham gia một cái nhóm để chúng ta có thể tham gia giao dịch. Thời gian giao dịch sẽ từ ngày mùng 4 tháng 12 cho tới ngày 25 tháng 12. Đấy, và thời gian phát thưởng sẽ là từ ngày 26 tháng 12 đến ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024. Đấy, thì các bạn sẽ nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó anh em sẽ truy cập vào, nó sẽ hiển thị cho các bạn đến cái trang này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần là tham gia ngay một nhóm. Sau đó chúng ta sẽ, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn ở cái phần là làm một cái bài test. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần làm test. Đấy, thì cái phần này thì các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan về Bybit hoặc là về phân tích. Đấy, thì ví dụ như câu hỏi này: trong khi tìm kiếm lựa chọn đúng trong giao dịch, bạn có thêm niềm tin vào. Đấy, ở đây thì các bạn có thể là phân tích dữ liệu lịch sử riêng hoặc là các công cụ AI. Đấy, cái này thì các bạn cứ trả lời thôi, nó không yêu cầu chúng ta phải trả lời đúng hay sai. Đấy, khi nói đến giao dịch phái sinh thì bạn muốn. Rồi, cái này thì chúng ta có thể trả lời theo cái phong cách và cái sự hiểu biết của chúng ta thôi nhé. Rồi, thì từ đó nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ là phân tích ra cho các bạn cái chỉ số. Cái chỉ số đây. Đấy, tức là kỹ năng giao dịch của các bạn, phong cách giao dịch của các bạn như thế nào. Đấy, thì nó sẽ là hiển thị ra cho các bạn sau khi mà chúng ta trả lời 4 cái câu khảo sát đó. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ, nó sẽ hiển thị cho mình cái phong cách giao dịch của mình là theo cái nhóm là INFJ. Đấy, thì các bạn có thể là nhấp vào chọn tham gia nhóm INFJ. Đấy, thì hoặc là các bạn có thể chọn tham gia một cái nhóm khác nha. Đấy, cái này thì sau khi mà anh em làm test thì nó sẽ đề xuất nhóm cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta chọn nhóm nào cũng được, bởi vì cái này thực ra thì nó cũng không quá quan trọng đâu. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã tham gia một nhóm thành công và hoàn thành cái bài test, thì bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 12 thì các bạn sẽ có thể là tham gia giao dịch để chúng ta kiếm được phần thưởng. Thì đây mình sẽ nói qua một chút cái thông tin về phần thưởng. Thì phần thưởng của chúng ta có cái tổng pool thưởng lên tới là 1 triệu đô. Và 10.000 người làm test đầu tiên thì mỗi người thì sẽ nhận được cái voucher là 10 USDT. Đấy, và ngoài ra thì khi mà các bạn tham gia rút thăm may mắn thì các bạn còn có thể nhận thêm một cái đồng hồ siêu xịn Frank Muller. Đấy, thì các bạn có thể check cái phần thưởng của tôi. Thì nếu như hôm sau mà nó trả thưởng thì anh em sẽ check ở trong cái phần này để chúng ta nhận cái phần thưởng của chúng ta. Đây, thì các bạn lướt xuống ở phía dưới thì lúc nãy chúng ta làm cái bài tập ấy thì các bạn thấy là nó sẽ chia theo làm các cái nhóm người. Đây, những cái nhóm người này thì chẳng qua là nó phân theo cái nhóm tính cách, về tính cách và phong cách trading thôi. Đấy, thì anh em sẽ thấy được cái số lượng người ở trong một cái nhóm này. Và cái phần này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nên là các bạn có thể chọn một cái nhóm mà chúng ta yêu thích. Đấy, và chúng ta sẽ join vào một trong những cái nhóm này để chúng ta có thể tham gia cuộc thi. Tiếp theo đó là sự kiện rút thăm may mắn. Thì với sự kiện này thì khi mà anh em chúng ta mỗi 30.000 đô khối lượng giao dịch trong hợp đồng tương lai future
được tính từ 17 giờ ngày 4 tháng 12 ấy, đến ngày 17 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 12, thì trong cái thời gian này anh em cứ trading ở trên Bybit và cứ bã 30.000 đô khối lượng giao dịch, 30.000 đô khối lượng giao dịch ở trên future thì các bạn sẽ nhận được một cái lượt quay. Và ở trong lượt quay này thì chúng ta có thể nhận được các cái phần thưởng như là cái đồng MNT, USDT, bonus đấy, hoặc là iPhone, rồi là đồng hồ và mũ. Đấy, thì đây là những cái phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được. Thì thường thì anh em nên tham gia sớm những cái sự kiện này nhá. Thì pool thưởng ở cái giai đoạn đầu nó lớn, nên là cái tỷ lệ mà chúng ta quay được nó ra cái vật phẩm ấy, nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những anh em mà tham gia chậm. Đấy, rồi thì các bạn cũng có thể là check cái phần thưởng. Trong cái phần thưởng của tôi thì nó cũng sẽ trả về ở trong cái phần đấy để chúng ta có thể là claim. Hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ mở tổng thưởng sẽ được mở theo cái số lượng người tham gia. Và hiện tại thì chúng ta thấy là cái số lượng người tham gia là 227.293 người. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái phần là mở khóa tổng thưởng lớn hơn. Thì tại sao chúng ta lại cần phải join vào một cái nhóm? Thì bởi vì cái sự kiện này nó sẽ có hai cái mục phần thưởng. Mục phần thưởng đầu tiên là mục phần thưởng dành cho cá nhân. Thì top 100 các bạn sẽ được nhận cái phần thưởng từ 25 cho tới cao nhất là 200.000 đô nhé. Đấy, thì sẽ tùy vào cái số lượng người tham gia và khối lượng giao dịch của các bạn thì các bạn sẽ được nhận thưởng theo cái thứ hạng giao dịch. Đấy, thì sẽ top 100 cái cá nhân mà có giao dịch cái khối lượng lớn nhất thì sẽ được nhận những cái phần thưởng này. Và tiếp theo là phần thưởng nhóm này. Phần thưởng nhóm thì các bạn thấy là ở phía trên ấy, các bạn thử đếm xem nó chia làm bao nhiêu. 1 này, 2, 3, 4, 4 x 4 là 16 nhóm. Đấy, thì tổng có tất cả là 16 nhóm nha. Và top 10 thành viên trong nhóm top 10 thì mỗi sẽ được chia thưởng là 50% của tổng thưởng. Tức là ví dụ như nhóm 1 đấy, thì sẽ với phần khối lượng giao dịch là 1 tỷ đô đấy, thì phần thưởng tổng thưởng sẽ là 50.000 đô. Và chúng ta thấy là nhóm các cái nhóm mà được lên top 10 ấy, thì sẽ chia cái pool này. Ví dụ như top 1 thì sẽ được chia cái pool là 12.500 đô. Đấy, top 10 thì sẽ được chia pool là 1.000 đô. Và cái khối lượng giao dịch ở trong sự kiện nó mà lên 25 tỷ. Đấy, tức là cái pool thưởng nó cũng sẽ cao hơn. Và đây thì các bạn thấy là nhóm 1 nhận lên đến là 2.000 đô, 200.000 đô. Và nhóm 10 thì nhận lên đến là 16.000 đô, tức là nó x 16 lần so với cái phần thưởng thấp nhất. Đấy, ngoài ra thì cũng sẽ có là top 1.000 thành viên ở trong nhóm top 10 này thì các bạn cũng sẽ được chia 50% cái tổng thưởng còn lại. Đấy, thì đây là một trong những cái sự kiện nó cũng khá là hay ho dành cho anh em. Những anh em nào mà có khả năng về trading ấy thì các bạn join vào các cái nhóm này mà chúng ta tham gia thì nó sẽ rất là ok. Đấy, thì các bạn lưu ý nha, những cái nhóm mà trong top 10 này thì 10 thành viên có cái khối lượng lớn nhất thì chúng ta sẽ được share 50% pool thưởng, và top 1.000 thành viên đấy thì sẽ được share 50% pool thưởng còn lại. Mình nghĩ là top 1.000 thành viên tiếp theo ấy thì nó dễ hơn, dễ ăn hơn. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số các cái thông tin về cái chương trình bổ sung của sàn Bybit. Thì đây là một số các cái chương trình mà hiện tại Bybit đang triển khai, ví dụ như là chương trình mời bạn lên năm nhận tiền fiat đấy, hay là chương trình mời bạn bè đấy. Thì các bạn có thể vào cái trang sự kiện này nha anh em, sau đó chúng ta sẽ click vào từng cái sự kiện thì anh em sẽ có thể đọc được chi tiết hơn các cái cách thức tham gia. Thì đây có rất là nhiều các cái sự kiện hay ho dành cho anh em. Một cái chương trình kỷ niệm Bybit 5 năm thành lập đấy, và chúng ta sẽ có rất nhiều các cái phần thưởng ở đây nhé. Ở đây thì có sự kiện mời bạn này, sự kiện về web 3, sự kiện về giao dịch spot, sự kiện về giao dịch quyền chọn, sự kiện về Bybit card, sự kiện về mạng xã hội, dành cho những anh em lên VIP thì cũng có luôn cả sự kiện ưu đãi VIP, rồi có luôn cả sự kiện về NFT. Nói chung là tất cả các cái hệ sinh thái của Bybit thì đều có sự kiện trong cái chiến dịch lễ hội 5 năm kỷ niệm thành lập Bybit này. Nên là anh em chú ý, chúng ta tranh thủ cái thời gian này để chúng ta muốn trải nghiệm những cái sản phẩm nào thì các bạn có thể vào click vào đây để chúng ta vừa trải nghiệm vừa có thêm cái phần thưởng. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của Bybit trong 5 năm vừa qua. Năm 2018 thì CryptoArk ra khơi và Bybit ra mắt hợp đồng BTC vĩnh viễn. Vào 2019 thì Bybit đạt được 10% khối lượng giao dịch BTC toàn cầu và xếp hạng thứ tư trong các cái sàn giao dịch điện tử hàng đầu thế giới.
và đã có hơn 8.000 người tham gia vào cái cuộc thi giao dịch toàn cầu. Vào năm 2020 thì khối lượng giao dịch hàng ngày của Bybit đạt hơn 4 tỷ đô và công bố mối quan hệ hợp tác với cả Dogecoin. Năm 2021 thì Bybit ra mắt sàn giao dịch giao ngay và ra mắt cuộc thi WSOT, một trong những cái cuộc thi mà rất là quen thuộc với cộng đồng CCA. Và ngoài ra thì Bybit cũng đã đóng góp vào các cái tổ chức về hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái và đạt được cái khối lượng giao dịch ATH trên 35 tỷ đô. Năm 2022 thì Bybit đã trở thành đối tác chính thức của Oracle Red Bull Racing và ra mắt cái tính năng quyền chọn dành cho Ethereum và Solana quyết toán bằng USDC đầu tiên trên thị trường. Vào năm 2023 vừa qua thì Bybit đã khai trương cái trụ sở toàn cầu tại Dubai và đạt hơn 18 triệu người dùng trên toàn thế giới, cũng như là đạt được cái giải thưởng thiết kế IF năm 2023 và đạt được giấy chứng nhận ISO. Và đây chính là hành trình của Bybit, và hy vọng là trong thời gian tới thì Bybit vẫn sẽ có thêm những cái chương trình mới, những cái chương trình ngon dành cho cộng đồng, cho anh em chúng ta có thể tham gia, kiếm tiền và gắn bó với Bybit. Và cuối cùng thì xin chúc mừng Bybit với cái hành trình 5 năm đầy rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.